Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại ở Sevastopol sau cuộc tấn công của Ukraine. Lực lượng Ukraine tuần trước đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào một xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Sevastopol ở Biển Đen, nằm ở rìa phía tây nam của bán đảo Crimea và là trụ sở của hạm đội Biển Đen Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát của Ukraine đã tập kích xưởng đóng tàu của Nga ở Sevastopol, khiến hai tàu đang sửa chữa ở đây bị hư hại. Theo phía Ukraine, một tàu tấn công đổ bộ Min và một tàu ngầm rostov của Nga bị phá hủy không thể phục hồi. Andriy Yusov, một quan chức tình báo quân đội Ukraine nói rằng các tàu của Nga bị hư hại đáng kể và nhiều khả năng không thể sửa chữa. Thống đốc Sevastopol Mikhail Rasvozhev cho biết, vụ tấn công khiến 24 người bị thương. Đây thực sự là vụ tấn công lớn nhất vào Sevastopol kể từ khi xung đột nổ ra, Andriy Lichenko, một đại tá hải quân Ukraine đã về hưu, nhận định. Hình ảnh chụp vệ tinh của công ty Black Sky chụp ngày 13 tháng 9 cho thấy hai tàu của Nga bị hư hại nặng khi đang neo tại ụ nổi của nhà máy ở Sevastopol. Tàu ngầm Rostopolden thuộc lớp Kilo và tàu đổ bộ lớp Rokucha thuộc đề án Min-775 đã bị hư hại nghiêm trọng, Black Sky cho biết. Những hình ảnh mới được cho là chụp tàu ngầm Rostopolden được lan truyền trên mạng xã hội hôm 18 tháng 9 dường như cho thấy thiệt hại nặng nề xảy ra đối với phương tiện quân sự này. Những hình ảnh do nhóm tình báo xung đột. Chip công bố cho thấy tàu ngầm của nga bị hư hại sau cuộc tấn công của ukraine. Brian Clark, cựu sĩ quan tàu ngầm của hải quân mỹ và là chuyên gia quốc phòng tại viện Hudson, cho biết thiệt hại được cho là nghiêm trọng đến mức khiến tàu ngầm bị hư hại toàn bộ. theo Oris, trang web lưu giữ danh sách các tàu nga bị ukraine tấn công, rostov được ghi nhận là vụ mất tàu ngầm đầu tiên của nga trong cuộc xung đột tại ukraine. nếu lỗ thủng ở một bên thân tàu được mô tả trong bức ảnh là chính xác nước tràn vào sẽ khiến việc cứu con tàu trở nên rất khó khăn và có khả năng làm hỏng nhiều thiết bị bên trong chuyên gia Clark nhận định đây có thể là kết quả của một vụ nổ bên trong con tàu cho thấy bên trong thân tàu bị hư hại nặng nề ngoài ra còn có một số hư hại ít đáng kể hơn về cấu trúc có thể sửa chữa được nếu con tàu được cứu ông Clark nói thêm trước đó bộ quốc phòng anh cũng cho rằng tàu ngầm của nga có thể bị thiệt hại thảm khốc và bất kỳ nỗ lực nào để đưa con tàu trở lại hoạt động bình thường có thể mất nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu usd Báo Defense Express nhận định, đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã phá hủy thành công một tàu ngầm Nga. Việc tấn công một tàu ngầm được cho là không dễ dàng bởi nó đòi hỏi rất nhiều năng lực mà Ukraine có thể chưa đáp ứng được. Tuy nhiên, Kiev đã làm điều này khi tàu ngầm Nga ở trên mặt nước. Trong khi đó, Frederick Merton, chuyên gia phân tích chiến lược tại Trung tâm nghiên cứu An ninh Hay, nhận định việc tàu ngầm ở Crimea bị hư hại sẽ không tác động đáng kể đến khả năng Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình từ Biển Đen nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine gần đây ukraine tăng tần suất tấn công vào các mục tiêu trong và xung quanh crimea trong đó có cầu crimea và tàu thuộc hạm đội biển đen của nga